Ngày 11 tháng 6 tại xã Quy Kỳ, huyện đoàn, hội đồng đội Định Hóa đã tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và kỹ năng tổ chức các hoạt động hè trên địa bàn khu dân cư năm 2022 cho cán bộ đoàn, đội trên địa bàn xã Quy Kỳ và cán bộ đoàn cụm phía Bắc. Tại lớp tập huấn, các đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi của xã Quy Kỳ đã được truyền đạt một số chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ, công tác đội như phương pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên thiếu nhi khu dân cư, kỹ năng dành cho phụ trách thiếu nhi, kỹ năng giảng dựng múa hát cho thiếu nhi. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên còn được tập huấn các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng giao tiếp, tổ chức chương trình, định hướng xây dựng chương trình, nội dung trọng tâm của hoạt động hè trên địa bàn khu dân cư năm 2022. Đây là hoạt động góp phần nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, đổi mới phong cách làm việc và phương pháp công tác đội cho đội ngũ cán bộ đoàn, đội cơ sở, đồng thời là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư.